Mắt tao. Ui, dễ thương quá. Ta-da. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đập hộp một cái hộp đồ chơi không dành cho mấy bé 3 tuổi. Chắc là lớn lớn lên nhưng mà mấy bé nào mà phải biết dẫn đồ chơi một chút xíu chơi được cái món đồ chơi này. Cái này là Ken Neko Fan. Neko là mèo, tiếng Nhật có nghĩa là mèo. Neko và Ken có nghĩa là những cái hộp như thế này, mấy cái lon ấy, mấy cái lon cá hộp rồi này kia nọ, đó là Ken. Friend là có rất là nhiều những cái mẫu khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ đập hộp một cái mẫu full luôn. Oh yeah. Nào chúng ta mở ra nào. Trời ơi. Mở ra nó mấy nó xé ra hả? Ờ nó cái kéo này. Giống cái kéo này. Mình sẽ xé ra này thì hơi đau tim đấy. Trời ơi. Ôi chà. Ôi chà. Đây là cái trong ảnh. Cái da. Cái khe nè. Rồi. Đây là cái bịch. Bịch bịch là con mèo nè. Mấy xanh thương phân. Đây là chú mèo ở đây. Đây là chú mèo Go Out. Sản phẩm kết hợp giữa Pop Mart and Konatsu. Đây. Go Out. Mình sẽ mở ra nha. Chúng ta thì bao bì cũng đẹp. Đây, con mèo chuẩn bị ra ngoài chơi đây. Đây, chú mèo chuẩn bị ra ngoài chơi. Và mình có cái có mấy cái giấy này nè. Chú mèo chuẩn bị ra ngoài chơi. Giống như trong hình mọi người có thấy không? Get out. Không nghĩa là chú mèo phải như vậy hả ta? Ủa đâu? Nếu mà vậy thì chú mèo sẽ rớt mất. À, có thể là để như vậy. Thấp quá mọi người không thấy nhỉ? Đó. Hoặc là ta để như vậy thôi là chú mèo đã chuẩn bị đi rồi. Rồi thấp tới rồi đúng không? Okay. Đấy, nếu mà chúng ta chân lên là con mèo gì? Mèo chạy cắm cổ. Cắm cổ. Giống không? Ồ, giống y chang. Đây là Ken Neko, có nghĩa chúng ta sẽ dán lại. Dán ở trên cái lon. Dán cái lon này lại. Để coi cái hướng dẫn sử dụng nè. Đầu tiên là tháo ra rồi thứ hai là dán lên. Nó gì vậy? Mà đúng là phức tạp thật đó. Đây này, bây giờ sao mà mở ra? Mở ra. Đây. Mở ra như thế này. Nó có hai mẫu lần, hai tờ giấy như vậy. Vì phòng mấy đứa mà về đó thì sẽ bị hư đó. Ví dụ như mình nè. Dán lên. Dán lên nè. Ê cha cha cha, thật sự là bị về đó. Thật sự nó dính. Ây chà, đó, méo xẹo rồi đó. Ây chà, thật sự là méo xẹo đó. Quay vào. Sao vậy? Sao méo xẹo vậy? Ây chà. Ok, là bởi vì nó quá giận. Nó có rảnh đồ này kia mà sao mình có thể làm sai được ta? Y chang bản gốc. Y chang bản gốc. Nó chưa. Ok.